Chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã trở lại với Cadence Channel. Chào các bạn, hôm nay Cadence Channel trở lại để chia sẻ với các bạn những tin tức mới nhất chiều nay ngày 28 tháng 3 năm 2020. Sau đây xin mời các bạn cùng nghe chúng tôi chia sẻ nhé. Thì cũng tin tức trong tiểu bang Washington đó các bạn là chiều ngày hôm qua 27 tháng 27 tháng 3 năm 2020 đó. Thì uh, những kỹ sư cũng như là uh, những um, lực lượng trong quân đội Mỹ đã được uh, lệnh là đi đến uh, Seattle để mà uh, cứu giúp uh, cái tiểu bang mà đang bị uh, cái dịch uh, bệnh nhiễm cái con vi khuẩn Trung Quốc này đang lây lan các bạn. Thì um, uh, họ dự trù là sẽ dê xây dựng những cái bệnh viện dã dạ chiến tại hai nơi. Uh, uh, nơi thứ nhất là Century Link Field Event Center. Đó thì cái nơi thứ hai họ cũng đang xem xét để mà để mà xây dựng những cái bệnh viện giã chiến này đó là Washington State, Fairground, in Inpiarup, hai cái nơi là hai cái nơi mà họ dự trù là họ sẽ xây dựng những cái bệnh viện giả chiến đấy các bạn thì những cái bệnh viện giả chiến này đó đặc biệt là họ chỉ có mục đích là làm giảm bớt cái, cái những cái quá tải của những bệnh viện trong xe thôi bởi vì hiện tại bây giờ vừa chữa trị cho những bệnh nhân bị bệnh thường này vừa chữa trị cho những cái bệnh nhân mà đang bị dương tính với cái con vi khuẩn này cho nên là các bệnh viện tại Seattle đang quá tải nghĩa là phải làm việc quá nhiều mà thiếu rất là nhiều dụng cụ cũng như là những nhân viên y tế cho nên là thành phố Seattle này đã được điều động bởi liên bang mỹ cho quân đội của mỹ đến để mà xây dựng những cái bệnh viện giã chiến này nhằm mục đích là làm giảm cái 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 tải quá tải của những bệnh viện xe Seattle này nhưng mà đặc biệt là bệnh viện dã dạ chiến này chỉ chữa trị cho những cái người mà không nhiễm cái con vi khuẩn Trung Quốc này thôi nên chẳng hạn như là bị tai nạn xe này hay bị gãy chân này hoặc là bị bất cứ những cái bệnh thông thường nào khác thì có thể vào cái bệnh viện này những cái bệnh viện dã dạ chiến này để mà được chữa trị còn nếu mà người nào dương tính với cái con vi khuẩn Trung Quốc này thì không được vào những cái bệnh viện của quân đội này các bạn thì trong những cái bệnh viện của quân đội này đó thì cũng đã có những cái hội đồng y khoa và những nhân viên y tế đầy đủ với những cái dụng cụ để mà có thể chụp X-ray này hoặc là có những cái phòng mổ này, có những cái phòng cấp cứu, có những cái phòng chăm sóc đặc biệt cho tất cả những cái bệnh nhân nào cần phải vào trong những bệnh viện này và họ dự họ dự trù là à, sẽ có khoảng 300 nhân viên y tế Đến uh, từ bang Washington này Và uh, đến cái vùng Boeing Field Và khoảng 627 hospital center Từ Fort Carson uh, Trong từ bang Colorado Sẵn sàng để mà Đi làm uh, cái công việc của mình Thì uh, Họ dự trù là Sẽ xây dựng 148 giường bệnh Tại những cái địa điểm Mà chúng tôi vừa mới nói Để có thể làm uh, giảm bớt Cái áp lực cho những cái local health Tức là những bệnh viện địa phương và có khoảng uh, 627 Army Hospital tức là bệnh viện quân đội từ Fort Carson, Colorado đang được uh, triệu tập đến Seattle. Và cũng tin tức hơn uh, từ bang Washington uh, chiều nay thì các bạn thấy là À, mặc dù là vẫn có người dương tính và có người qua đời mỗi ngày tại tiểu bang này nhưng mà à, mọi người thấy là cái con số mà nó lây lan á là nó đã chậm lại hẳn so với những cái nơi khác và những người mà nghiên cứu tìm, tìm tìm kiếm về cái dịch bệnh này đó tại à, trường đại học của tiểu bang Washington đó thì họ báo cáo là cái số người à, qua đời trong tiểu bang này à, có thể là vẫn tiếp tục cho đến tháng bảy ngay cả mà khi mà chúng ta áp dụng những cái biện pháp phòng ngừa chẳng hạn như rửa tay hay đeo khẩu trang hoặc là đứng xa cách nhau khoảng một m tám hai m hoặc là ở tại nhà tất cả những cái việc đó được áp dụng nhưng mà họ tính là có trên 1.400 người nữa trong tiểu bang washington này có thể qua đời vì cái dịch bệnh này đó thì đây là những cái báo cáo gần nhất cũng trong tin tức ngày hôm nay thì chúng tôi được biết là à, những sinh viên nào mà đang trả nợ tiền học mượn từ liên bang đó thì sẽ được hoãn 6 tháng khi mà thượng nghị viện thông qua cái dự luật kích thích kinh tế hôm thứ tư ngày 25 tháng 3 thì thường thường là những cái sinh viên mà đi học tại nước Mỹ này ấy, là họ phải mượn tiền để mà đóng tiền học trong vòng 4 năm trời đại học hoặc là những người nào học cao hơn thì có thể mượn cả hàng trăm ngàn đô la để đóng tiền học trong vòng 6 năm nếu mà học cái bằng cao hơn bằng master đấy các bạn Thì sau khi mà ra trường đó là những người này có việc làm rồi đó là phải trả nợ cho chính phủ liên bang hàng tháng Nhưng chẳng hạn như mỗi tháng trả là bao nhiêu đó 300 hay 500 tùy theo cái mức lương họ kiếm được nhưng mà thường là các cái ngân hàng mà cho học sinh vay tiền lấy lời á Thì họ sẽ phạt lệ phí mỗi tháng Nếu mà sinh viên không có trả tiền nợ đúng ngày giao ước Hoặc là trả chậm Thế nhưng mà cái dự luật mà vừa được tự viện thông qua á, Thì sẽ cho phép sinh viên mượn nợ à, Sẽ được hoãn trả tiền hàng tháng Mà không phải trả tiền lệ phí Hay là đóng tiền lời cho tới ngày 30 tháng 9 Và Hạ viện đã thông qua cái dự luật này vào hôm thứ sáu Ngày 27 tháng 3 tức là mới ngày hôm qua thôi thì bà Betsy DeVos là bộ trưởng bộ giáo dục của Hoa Kỳ bà nói là nếu mà đòi nợ sẽ tự động dừng lại ít nhất là 60 ngày còn nếu mà người mượn nợ mà không có tiền trả hàng tháng đó thì luật cũng cho phép là trì hoãn cái tiền trả nợ không tính lời ít nhất là 60 ngày và có một điều đáng chú ý cho những người mà đang ở trong chương trình được xóa nợ có một cái chương trình xóa nợ nữa nha các bạn bằng cách là những áp dụng cho những người làm việc tại những cái cơ sở công cộng chẳng hạn như là giáo viên này, cảnh sát này hay là nhân viên sở xã hội. Đó, mặc dù là họ không có trả tiền nợ trong 6 tháng nhưng mà họ cũng sẽ không bị phạt và cái thời gian này thì vẫn được tính vào 10 năm xóa nợ của các chương trình này những người mà làm việc trong cái những cái, cái cơ sở công cộng như vậy rất là được ưu tiên. Chẳng những họ à, miễn không bị phạt trả tiền trễ mà còn mà họ còn có thể được tính vào cái số tiền mà họ được hoãn tạm vào đó được à, được xóa nợ trong cái chương trình 10 năm xóa nợ. Thì à, những cái trung tâm mà cho mượn tiền nó có trách nhiệm lo lắng cho một vài sinh viên mượn nợ từ liên bang mà sẽ không được hưởng dự luật hoãn trả tiền nợ. vì cái vì họ vay tiền để mà đóng tiền học từ những ngân hàng tư nhân mà không có trong dự luật. Nhưng mà trong dự luật thì sinh viên vẫn có thể trả nợ tiền học nếu mà có khả năng trả trong cái thời gian này. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay ấy, thì à, ở tiểu bang California đó họ đã ra một cái lệnh là cấm đuổi người thuê nhà trong vòng 2 tháng tới nếu mà họ không trả được tiền tiền thuê nhà do bị mất việc hoặc là mất thu nhập vì cái dịch bệnh này thống đốc Gavin Newsom ký lệnh này vào thứ sáu ngày 27 tháng 3 để cho người thuê nhà đến hết ngày 31 tháng 5 để lo tiền nhà và lệnh yêu cầu người thuê nhà phải báo cho chủ nhà biết bằng văn bản trong vòng 7 ngày trước cái ngày mà phải trả tiền nhà rằng họ không thể trả toàn bộ hoặc là trả một phần tiền nhà vì họ đang bị ảnh hưởng bởi bệnh dịch và người thuê nhà phải lưu giữ hồ sơ chứng minh họ đang gặp khó khăn về kinh tế do đại dịch nhưng không bắt buộc phải nộp cho chủ nhà trước. Tuy nhiên, người thuê nhà vẫn phải trả đầy đủ tiền nhà trong thời gian sớm nhất và vẫn có thể bị đuổi sau khi lệnh này được bỏ. Thống đốc Newsom ký lệnh sau khi ông cho phép thành phố và quận hạt tự đưa ra quy định về vấn đề này. Nhưng mà theo Hiệp hội Trung cư California thì có 65 khu vực thẩm quyền trong tiểu bang đã ban hành cái quy định cấm đuổi người thuê nhà trong giai đoạn này. Tuy nhiên vẫn còn 475 khu vực chưa có lệnh cấm đuổi nên người thuê nhà không được bảo vệ nếu bị mất việc do dịch bệnh này gây ra. Do đó vào hôm thứ Tư có 38 nhà lập pháp của tiểu bang ký một cái thư yêu cầu là thống đốc ban bố lệnh cấm đuổi người thuê nhà trên toàn tiểu bang. Đây cũng là lời kêu gọi của tiểu bang phải thống nhất mà hàng chục người ủng hộ người thuê nhà đưa ra tuần trước. Và trong giai đoạn khẩn cấp này thì tiểu bang California cần có một cái lệnh chung rõ ràng để bảo vệ tất cả người thuê nhà. Và 38 nhà lập pháp đã nói ở trong bức thơ họ kiến nghị. Lệnh của thống đốc California ký vào hôm qua là ngày thứ sáu không nói rõ là người thuê nhà là thuê nhà nào. Do đó có thể hiểu rằng cái người thuê chung cư, thuê nhà, thuê cân đô cũng như thuê mặt bằng cơ sở để làm ăn như cửa hàng, văn phòng và hãng xưởng cũng nằm trong số này và theo lệnh của thống đốc thì những lý do chính đáng để chậm trả tiền nhà gồm có bị nhiễm với con vi khuẩn này dù mới nghi ngờ hoặc đã được xác nhận và bị mất việc hoặc bị giảm giờ lao động hoặc là giảm thu nhập vì đại dịch hoặc không đi làm được vì phải ở nhà chung con do nhà trường đóng cửa thì những giấy tờ hợp lệ để chứng minh gồm có giấy đuổi việc, có ngân phiếu lương, có pay stop, có nhà băng, à, giấy tờ nhà băng, và có hóa đơn chữa bệnh hoặc có thư từ hay tuyên bố từ phía hãng xưởng. Trong khi đó thì hai thành phố Westminster và Garden Grove trong vùng Lido Sài Gòn cũng tìm cách hoặc có các quyết định giúp người thuê nhà và chủ cho thuê nhà trong việc chi trả tiền nhà trong lúc khó khăn này. Thì hôm thứ Năm ngày 26 tháng 3, nghị viên Phát Bùi, đại diện khu vực 4 của Garden Grove đã gửi ra một thông cáo báo chí cho biết trong khi thống đốc vầm số thành phố cấm chủ nhà hoặc chủ phố đuổi người thuê mướn ra ngoài. Nếu họ không trả được tiền nhà thì điều này cũng gây trở ngại cho chủ đất. Vì thế trong tư cách là nghị viên, ông đã viết thư kêu gọi thượng nghị sĩ Tom Umbert và dân biểu Tom Daly tìm giải pháp để gia hạn thời gian nộp thuế bất động sản đối với chủ nhà. Ngày hôm thứ Sáu, 27 tháng 3, thì Hội đồng thành phố Westminster đã họp khẩn và bỏ phiếu là 5 để thông qua nghị quyết ngăn chặn trục xuất người thuê nhà. Thì tôi hy vọng là với quyết định này không ai ở Westminster lo sợ việc bị trục xuất, đó là thị trường trí tạ đã nói. Thì ông cho biết thêm đây không phải là miễn trả tiền thuê, mà là hoãn trả tiền vì khó khăn trong thời đại dịch. Và nghị quyết do ông tạ trí này đề, đề nghị và được phó thị trưởng Kimberly Hồ ủng hộ và được 3 nghị viên còn lại bỏ phiếu tán thành. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì đây là một cái tin vui cho những người lớn tuổi này. Có một bà cụ người Ý 102 tuổi đã bị nhiễm con vi khuẩn 19 này rồi tự khỏi. Thì bà cụ 102 tuổi này ở thành phố Genoa ở miền Bắc của nước Ý và đã được khỏi bệnh vì nhiễm cái con vi khuẩn 19 này sau hơn 20 ngày nằm viện và các bác sĩ và cháu trai của bà cho đài CNN biết vào thứ sáu ngày 27 tháng 3, tức là ngày hôm qua đó các bạn. Thì chúng tôi đặc biệt dành cho cụ là người cao nguyên bất tử bà Vera Sigbetti là bác sĩ điều trị cho cụ Italica Gondona ở bệnh viện San Martino Genoa. Cụ Italica là niềm hy vọng cho tất cả người cao niên đang đối mặt với đại dịch này tuổi trung bình của những người Ý nhiễm con vi khuẩn 19 này rồi thiệt mạng là 78. Theo Viện Y tế Quốc gia Ý, mà bà Gondona nhập viện hồi đầu tháng 3 vì bị suy tim nhẹ và bác sĩ Sigbondi cho hay cụ chỉ có vài triệu chứng nhẹ. Chúng tôi xét nghiệm cụ và kết quả là dương tính, nhưng chúng tôi điều trị rất ít cụ tự khỏi. Bà Sigbondi nói thêm và các bác sĩ cho biết trường hợp của bà Rondona quá lạ đến mức họ quyết định phải nghiên cứu sâu hơn. Chúng tôi đã lấy mẫu huyết thanh cụ là người đầu tiên chúng tôi biết có lẽ đã sống qua cái thời dịch cúm Tây Ban Nha vì cụ đã sinh năm 1917 và bác sĩ Sick Bondi giải thích đại dịch cúm Tây Ban Nha xảy ra vào năm 1918-1919 khiến ít nhất là 50 triệu người đã qua đời trên toàn thế giới theo trung tâm phòng ngừa dịch bệnh Mỹ nghiên cứu và bà Gondona ra viện hôm 26 tháng 3 và hiện đang ở nhà dưỡng lão. Thì à, những bác sĩ này nói là họ không biết là cụ có biết quyết gì không cả. À, người ta chỉ biết là cụ là người tự lập và rất là phóng khoáng. À, những cái tin tức này thì được cháu trai của cụ cung cấp cho mọi người. Biết là à, bà cụ này có một người con trai duy nhất Để đã qua đời ở Mỹ cách đây nhiều chục năm nhưng mà cụ là những người mà yêu quý cuộc sống, yêu thích khiêu vũ và thích nghe nhạc, à, cụ rất là mê Freddie Mercury và Valentino Rossi. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì chúng tôi được biết là mới có một cái dụng cụ xét nghiệm rất là nhanh, có thể cho ra cái kết quả chưa đầy 15 phút được sử dụng cùng với kỹ thuật đối với một số xét nghiệm cúm, thì À, những cái sự chuẩn đoán mới này có thể làm gia tăng cái xét nghiệm ở Mỹ và cho phép kết quả nhanh chóng trong văn phòng của các bác sĩ. À, nhưng mà cái việc mà thiếu hụt những cái dụng cụ quan trọng được sử dụng để mà lấy mẫu từ bệnh nhân á, như là mặt nạ hoặc là que phết tâm bông thì cũng có thể làm giảm cái tác động của cái việc xét nghiệm này. Và cơ quan quản trị thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ đã cho phép xét nghiệm trong những trường hợp khẩn cấp À, cho thấy là các nhà quản trị liên bang đã thỏa mãn với cái dữ liệu xác nhận xét nghiệm và tin rằng lợi ích của nó nó có giá trị hơn bất cứ rủi ro nào như là dương tính hay là âm tính sai như vậy là cũng có những cái dụng cụ xét nghiệm mà cho ra kết quả sai à, như là bây giờ Tây Ban Nha đó họ à, nhập à, cả những cái dụng cụ xét nghiệm mà cái con à, vi khuẩn Trung Quốc này từ nước Trung Quốc đó họ đã đặt mấy trăm triệu đồng tiền để mua những cái dụng cụ xét nghiệm này nhưng mà khi mà khi mà họ mang họ áp dụng trong nước của họ đó thì nó đã cho ra những cái kết quả sai rất là nhiều à, Trung Quốc thì họ nói là kết quả đúng đến 80 phần trăm nhưng mà khi Tây Ban Nha họ sử dụng thì kết quả chỉ có 30 phần trăm là đúng thôi đó cho nên bây giờ họ đang yêu cầu Trung Quốc phải à, bán cho họ những cái sản phẩm mới có kết quả chính xác hơn và họ sẽ trả lại những cái dụng cụ xét nghiệm mà Trung Quốc đã mang cho họ mà không có kết quả tốt đó, chứ không phải chứ không phải là cứ dụng cụ xét nghiệm nào mà mà đem ra xét nghiệm mà cũng có kết quả đúng chính xác đâu các bạn đó thì những cái nhà bào chế xét nghiệm mà mới này đó là cái hãng Abbott dự tính là sẽ giao 50.000 xét nghiệm mỗi ngày à, bắt đầu từ tuần sau và cái kỹ thuật đứng đằng sau xét nghiệm để tìm kiếm cái gen di truyền có mặt trong con vi khuẩn này tương tự như những xét nghiệm PCR đã có mặt trên thị trường và theo cái hãng Abbott này thì ly tâm được sử dụng để chạy xét nghiệm nặng chưa đến 7 pound và có thể triển khai đến những cái nơi xét nghiệm cần thiết nhất như những điểm nóng về dịch bệnh đang lây truyền. Tuy nhiên, tất cả các cái xét nghiệm được FDA cấp phép thì đều đòi hỏi phải có những cái mẫu phẩm từ bệnh nhân và các cơ sở y tế cho hay là họ đang thiếu hụt trầm trọng những thiết bị dùng để thu thập mẫu Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, viết tắt là CDC, vào thứ ba đã ban hành hướng dẫn cho phép một số bệnh nhân tự thu thập mẫu phẩm bằng que phết tăm bông có tại các cơ sở y tế. Và việc này có thể giảm được cái số trang thiết bị bảo vệ cần thiết cho nhân viên y tế. Nhưng tại một số khu vực tài phán như thành phố New York, bệnh nhân bị bệnh giống như nhiễm vi khuẩn 19 nên ở nhà. Như vậy sẽ an toàn cho họ và nhân viên y tế và không thay đổi chữa trị mà họ nhận được. Thì đó là những cái tin tức mới nhất trong chiều hôm nay ngày 28 tháng 3 năm 2020. Tôi xin được chia sẻ với các bạn. Tôi chào tạm biệt các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp nhé. Mọi ý kiến và đóng góp mong quý vị comment ở bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại.